Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc vào 8 giờ sáng mỗi ngày với 8 mỗi sáng của Phúc trên kênh YouTube của Phúc là MC Dư Hồng Phúc mọi người nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu với chuyên trang điện tử tuổi trẻ.vn ngày hôm nay. Mở đầu thì Phúc thấy có một cái bài lên sóng vào lúc 6 giờ 10 phút sáng nay. Đó là sáng nay, ngày 10 tháng 8, cả nước thêm 5.149 ca mắc Covid-19. 15 tháng 8 sẽ điều chuyển vaccine của các tỉnh tiêm chậm. Và sáng nay thì Bộ Y tế cho biết là cả nước ghi nhận thêm 5.149 ca mắc Covid-19. Trong đó thì thành phố Hồ Chí Minh có 2.490 ca. Bộ Y tế công bố có 8 tỉnh thành đang tiêm vaccine chậm và cho biết ngày 15 tháng 8, nếu vẫn tiêm chậm sẽ điều chuyển vaccine. Hệ thống quản lý quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 5.149 ca nhiễm mới, trong đó có 5 ca nhập cảnh và 5.144 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu. Và tính cho đến sáng ngày hôm nay thì Việt Nam có là 224.894 ca nhiễm, trong đó có 2.367 ca nhập cảnh và 222.527 ca nhiễm trong nước. Tiếp tục thì chúng ta sẽ di chuyển tới thanhniên.vn thưa quý vị. Thanhniên.vn thì Phúc thấy có câu chuyện rằng là lên sóng vào lúc 4 giờ 16 phút sáng nay ngày 10 tháng 8. Đó là lưu ý vệ sinh mũi, súc họng để ngừa SARS-CoV-2. Bên cạnh súc họng, miệng, rửa mũi đúng cách là một trong những biện pháp để phòng tránh Covid-19. Bác sĩ Ngô Văn Công tư vấn có thể vệ sinh mũi bằng một số hỗn hợp rửa mũi xoang như là Rino, Nasopur và Nermet. Theo tiến sĩ bác sĩ Ngô Văn Công, công tác tại khoa tai mũi họng Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh, là do hệ hô hấp từ mũi đến họng thông với nhau nên SARS-CoV-2 virus gây bệnh Covid-19. Nếu muốn xâm nhập vào họng phổi thì phải đi qua mũi, hầu hoặc là miệng trước tiên, sau đó lan theo bề mặt của niêm mạc và gây tổn thương toàn bộ bề mặt đường hô hấp. Chính vì vậy, bên cạnh việc súc họng, rửa miệng, rửa mũi đúng cách cũng là một trong những biện pháp để phòng tránh Covid-19. Bác sĩ Ngô Văn Công tư vấn có thể vệ sinh mũi bằng một số hỗn hợp rửa mũi xoang như là Rinorin, Nasopur và Nermet. Tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng đến với nguilaodong.com.vn thưa quý vị. Thành phố Hồ Chí Minh thêm đối tượng được ra đường từ 18 giờ đến 6 giờ ngày hôm sau. Bài viết được lên vào lúc 16 giờ 50 phút ngày hôm qua thưa quý vị. Ngoài 6 nhóm đối tượng trước đó thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong vừa có chỉ đạo khẩn cho phép một số nhân viên của các hệ thống siêu thị, cửa hàng bình ổn, cửa hàng tiện lợi được ưu tiên lưu thông trên đường từ 18 giờ đến 6 giờ ngày hôm sau. Và chiều qua thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cũng đã ký văn bản khẩn gửi các sở ngành, Ủy ban Nhân dân quận huyện và Thành phố Thủ Đức về thời gian lưu thông của nhân viên các hệ thống phân phối hiện đại. Theo đó thì Ủy ban Nhân dân Thành phố chấp thuận đề xuất của Sở Công Thương về chủ trương là cho một số nhân viên của các hệ thống siêu thị, cửa hàng bình ổn, cửa hàng tiện lợi được lưu thông trên đường từ 18 giờ đến 6 giờ ngày hôm sau để chuẩn bị công tác hậu cần, sắp xếp hàng hóa và vệ sinh, khử khuẩn khu vực kinh doanh. Tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng đến với chương trang của báo Sài Gòn Giải Phóng tại địa chỉ saigongiaiphong.org.vn. Có một bài viết được lên sóng vào lúc 5 giờ 59 phút sáng nay, ngày 10 tháng 8. Đó là Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định xử phạt hai tài khoản Facebook chia sẻ thông tin về bác sĩ Trần Khoa rút ống thở của cha mẹ của sản phụ. Đây không phải là lần đầu tiên tin giả, tin đập xuất hiện, thế nhưng đã gây phẫn nộ trong dư luận. Khi câu chuyện được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội, bác sĩ Võ Phạm Trọng Nhân, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre đã đi ngược dòng và chỉ ra hàng loạt vi phạm nghề nghiệp của vị bác sĩ Trần Khoa. Theo bác sĩ Võ Phạm Trọng Nhân, ngành y có một quy ước, bác sĩ không trực tiếp phẫu thuật hay điều trị cho người thân vì tình cảm sẽ ảnh hưởng đến chuyên môn. Thứ hai là người bác sĩ phải dùng tất cả kiến thức khả năng của mình cứu chữa bệnh nhân đến phút cuối cùng. Và đó là quy định bổn phận, cũng là đạo lý của thầy thuốc. Khác với một số nước, ở những phút cuối cùng thì người nhà có quyền rút ống thở, chấm dứt đau đớn hoặc là có quy định về cái chết nhân đạo. Những khái niệm trên hoàn toàn không được chấp nhận tại Việt Nam.
Tiếp tục thì chúng ta sẽ chia tay với người ở saigongiaphong.org.vn. Chúng ta sẽ cùng đi đến với chuyên trang điện tử của báo vtv.vn. vtv.vn thì ông Phúc thấy có một cái tin lên lúc vào 6:02 sáng nay ngày 10 tháng 8, tức là Hà Nội sẽ điều chỉnh việc kiểm tra giấy đi đường và đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng. Đây cũng là biện pháp quyết định để ngăn chặn dịch bùng phát rộng, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Thành phố cũng mong người dân, các cơ quan, tổ chức hợp tác chia sẻ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định là sẽ kiên quyết, kiên trì thực hiện các biện pháp mạnh nhằm đảm bảo nguyên tắc giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị số 16, chỉ thị số 17 của Ủy ban Nhân dân. Trao đổi về hiện tượng ùn ứ giao thông tại một số điểm công tác kiểm tra, kiểm soát giấy đi đường, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết là việc kiểm tra, kiểm soát nhằm giảm lượng người ra đường, đảm bảo khoảng giãn cách một cách thực chất. Theo ông Nguyễn Mạnh Quyền, nguyên tắc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 là người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, người dân chỉ ra đường khi thực sự cần thiết. Chỉ thị số 17 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng nêu rõ yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể trên địa bàn thành phố bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Chỉ những người được phép mới đến làm việc trực tiếp trong trường hợp thật sự cần thiết như là trực chiến đấu, trực cơ quan, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cấp bách cần thiết khác. Tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin giải trí. Thông tin giải trí thì Phúc thấy có một cái câu chuyện được lên sóng vào lúc 0:00 sáng nay ngày 10 tháng 8. Đó là Thân Thúy Hà được tiếp tế mùa dịch. Mẹ đẻ của Thân Thúy Hà có bệnh lý nền nên cô hạn chế ra ngoài. Chủ yếu nó ăn bằng thực phẩm gửi từ quê do bạn bè hỗ trợ. Và chị cũng chia sẻ là với tôi, niềm vui đến từ những điều đơn giản như là nấu ăn, chăm vườn, tập thể dục, chơi cùng các con. Rảnh quá thì tôi mang những đồ dùng hư hỏng trong nhà ra lau chùi sửa chữa. Và toàn những việc không tên như là việc nọ nối việc kia là hết một ngày. Khi mới hay tin thành phố Hồ Chí Minh bùng dịch, tôi đã kịp về quê đón mẹ lên. Nhà tôi có dân số đông nhất xóm vì ngoài ba mẹ, con còn có em gái tôi và mấy đứa cháu lên thành phố học. Ở cũng về sống chung được 10 năm. Chắc là vì đông vui ồn ào nên tôi bất buồn bực. Dù ở nhà suốt mấy tháng tôi vẫn thấy tinh thần của mình ổn định. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng di chuyển tới báo kênh14.vn. Với bài viết được lên sóng vào 7 giờ trước, đó là râm ran tin nhắn tiết lộ tình hình của Jack giữa Liên Hoàng Phố, chi tiết về sức khỏe gây lo lắng. Một đoạn tin nhắn được cho là có nhắc đến tình hình của Jack đang lan truyền trên mạng xã hội. Xuyên suốt những ngày gần đây, Jack là cái tên hot nhất đang được tìm kiếm với drama có con, bắt cá nhiều tay. Thế nhưng tính đến thời điểm hiện tại, nam ca sĩ chưa có bất cứ động thái hay phát ngôn chính thức nào. Nhiều câu hỏi được đặt ra là thực hư những câu chuyện đang được chia sẻ là gì? Và Jack hiện đang ở đâu, tình trạng ra sao? Trong khi dân tình tò mò bàn tán, thì mạng xã hội bất ngờ lan truyền một đoạn tin nhắn được cho là của người thân cận với Jack. Người này hé lộ tình trạng của Jack giữa Liên Hoàng Phúc qua một tin nhắn với một fan của nam ca sĩ. Theo đó thì Jack đang bị sốt nhưng vẫn có thể chơi game, đồng thời phía công ty quản lý cũng đang dàn xếp vụ việc. Tuy nhiên thì đây chỉ mới là thông tin rò rỉ, thực hư ra sao vẫn cần người trong cuộc lên tiếng. Trước đó, trong hai ngày 7 và 8 tháng 8, thì Jack liên tục bị các cô gái lên tiếng tố lăng nhăng, bắt cá nhiều tay, đến điểm là diễn viên trong MV Sóng Gió Thiên An, xác nhận là có con với Jack, nhưng mà Jack chưa đưa ra bất cứ chia sẻ nào. Dân tình vẫn đang đợi phát ngôn chính thức của nam ca sĩ để làm rõ vụ việc. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ, cùng di chuyển đến ngôi sao.vn. Với bài viết được lên sóng vào lúc 22 giờ tối qua, mẹ ruột Thiên An chia sẻ tình trạng hiện tại của con gái, tiết lộ Jack không liên lạc sau lùm xùm tình ái. Mẹ ruột của diễn viên Thiên An mới đây đã hé lộ tình trạng của con gái sau loạt thị phi lẫn sự chỉ trích đến từ fan của Jack trên mạng xã hội. Drama Jack bị tố có con riêng, bắt cá nhiều tay đã xuất hiện diễn biến mới quan trọng. Thiên An từng được đồn đoán là người yêu bí mật của nam ca sĩ đã lên tiếng xác nhận cả hai thật sự hẹn hò và có con với nhau, một bé gái xinh xắn đáng yêu. Tuy nhiên là sau khi bé con đậu lòng chào đời được vài tháng, Thiên An và Jack đã chia tay do mâu thuẫn không thể hàn gắn được nữa. Bên cạnh đó, phía nam ca sĩ cũng cung cấp cho mẹ con Thiên An khoản trợ cấp 5 triệu một tháng. Và đáng nói, theo như lời chia sẻ của một người bạn thân thiết với Thiên An, trong suốt quá trình mang thai, cô đã phải một mình làm tất cả mọi chuyện mà không cần có sự giúp đỡ từ Jack. Đến đây thì chúng tôi cũng xin khép lại 8 giờ sáng của Phúc ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào!